Đi tìm chị hai của con, chị hai của con giờ không biết làm sao để kiếm, và chị hai của con là bỏ ra rất lâu, bỏ ra nhà và đó cái là mẹ con rất kiếm chị hai nhiều lắm, mà chị hai cũng bỏ nhà ra đi, tại vì cái sự đó là chị hai không có tên hai nữa nên chị hai mới bỏ nhà ra đi. Mẹ con cũng rất nhớ chị hai nhiều lắm, mà có ai dụ chị hai mới đi vậy thôi, chứ con không biết làm sao chị giải quyết. Giờ chị hai mau về đi, đặng cái chuyện đó giải quyết giùm cho. Hôm nay á, mẹ cũng hết cách, mẹ tìm con rồi. Mẹ là mẹ nhờ mấy chú trên cộng đồng mạng á, khi mà mẹ cũng mong cái rằng á, con và tất cả những bạn bè của con gần xa có thấy được những cái clip này giữa mẹ với em con ngồi đây á, trình bày năn nỉ mong con cái gì cái thì con hãy đi quay về gia đình, mọi việc á mình sẽ giải quyết sau. Và chủ yếu là con quay về an toàn với gia đình là được rồi. Con cũng cảm ơn mấy chú ở trong đội và kiếm chị hai của con nhé. Con cũng cảm ơn nhiều lắm và chị hai con sẽ mau sớm về thôi. Dạ rồi em xin phép chào chị. Dạ. Chú chào con gái nha. Con chào chú. Con chào chú. Ngoan. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Dạ, tên Quỳnh Thị Tuyết Truyền, sinh năm 1986. Dạ. Chị là quê quán ở đâu? Dạ, em quê Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Hôm nay là hai mẹ con lặn lội từ Tiền Giang lên Bình Dương. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy chị? Dạ, giúp đỡ tìm giùm con em Dương Thị Thúy Oanh. Dương Thị Thúy Oanh. Dương Thị Thúy Oanh sinh ngày 20 tháng 11 2005, Là bé 19 tuổi. dạ 19 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào chị? Dạ, bé bỏ đi ngày 2 tây tháng 6 2024, mình 2 tây tháng 6. là tức là ngày chủ nhật tuần rồi, là Hôm ngày nay là đúng tuần. ngày mùng 9 rồi. Dạ, ngày 9 tây. Vậy là được 7 ngày. Dạ, 7 ngày. Đi là đi tại đâu chị? Dạ, đi tại tại nhà luôn, tại địa chỉ nhà luôn, Là ở Tiền Giang luôn. ở Tiền Giang luôn. Chị có thể chia sẻ lại cái sự việc hôm đó con nhà mình đi và đi như thế nào? Dạ thì cũng như thường lệ là ở đi phụ bé bé phụ em đi bán về, tại em có bán canh tin ở công ty á. Dạ. Dạ, sáng đi chiều về đó, thì cũng thường lệ thì ngày chủ nhật á là mình bán buổi mình về à, rồi về bé mới nằm nghỉ, thì bé cũng quét nhà lau nhà xong rồi bé mới nói rồi mẹ ơi hồi con đi làm móng rồi chiều về con tối về con nấu chè Vĩnh Nhang, có bé có ngâm hết rồi, thì xong rồi bé nó mới tha tắm rửa thay đồ rồi nó ra nó đi, là nó xách xe đi, thì cũng giống thường khi đi em cũng không có điện thoại, nhưng mà chút xíu nữa thì bạn trai có nói vô khoảng nửa tiếng vô, em mới nói rồi bé đi ra mần móng gì đó, rồi bạn nó mới chạy ra ngoài chỗ làm móng, thì từ ở nhà mà chạy ra chỗ làm móng thì khoảng 10 phút 15 phút. Dạ. Thì ra thì không có ở đó, thì mới điện là về ở đây thì em với cả gia đình á, thì đều điện thoại cho bé thì tắt hết. Zalo, Facebook hay là số điện thoại thì cũng là không có liên lạc được nữa. Là kể từ lúc đó luôn tới hiện tại tới bây giờ luôn là không có chút manh mối nào để liên lạc được bé luôn. Là kể từ hôm đó. Dạ, để từ hôm đó luôn. Trên người bé có những thứ gì mang đi á? Thì bé đi á thì nó đi chứ lấy chiếc xe Alux màu đen, nhám mà mới mua năm rồi cho bé, là bảng số xe là 63 B4 95950. Là xe là bé đứng tên chủ sở hữu. Dạ không, ba bé. Ba bé. Ba bé đứng tên chủ sở hữu là Đoàn Thanh Nhẫn. Dạ. Rồi bé đi thì nói chung tiền bạc thì em không biết là bé nó có nhiều hay không em không biết, nhưng mà đồ trang sức của bé là em sắm cho bé. Thì giống như là nó đeo dính trong người luôn là hai bộ vòng xi-men thôi, còn những cái mô hình Chị khác giá thì lớn không chị? dạ. Chị giá lớn không? Hai bộ vòng á. Dạ, nói chung là trang sức thì em gom tổng lại là trên cây. Trên một cây. Trên khoảng cây 2, cây 3 gì đó, là dàn 18 không à, những cái môn những cái món kia thì giống như bé nó đi đâu hay là nó làm gì đó thì nó mới mang thôi. Còn hai bộ vòng á thì khoảng tầm 6 chỉ, 7 chỉ gì đó là bé nó mang trực tiếp luôn, tháo không được. Đó, là em vô em lục hết đồ của bé thì chỉ là mất cái đó. Với bé đem theo cái điện thoại của bé xài. Vậy là khi mà con nhà mình đi thì mình biết được cái thông tin thì mình gọi là không có liên lạc được. Dạ đúng rồi. Thuê bao hay là chặn số? Thuê bao luôn, bất cứ là giống như là bỏ sim luôn rồi. Giống như Trời tại đất bé xài ơi. cái iPhone 14 thì nó chỉ ép em nó lấy sim ra nó ép sim khác vô rồi. Là Facebook, Zalo là tắt hết.
giống như là đổi cái khác xài luôn rồi đó. Con nhà mình trước giờ đã từng đi như vậy lần nào chưa chị? Dạ chưa, lần đầu tiên bé đi luôn á. Lần đầu tiên? Dạ. Bé trước khi đi là làm công việc gì ở nhà? Ở nhà thì phụ em buôn bán ở nhà thôi, chạy giao nước cho công ty thôi à. Là phụ mẹ kinh doanh đi. Dạ đúng rồi, phụ mẹ kinh doanh. Bé là có bạn trai rồi hả chị? Dạ bé có bạn trai thì chuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi. À chuẩn bị cưới. Dạ. Khi nào cưới chị? Dạ 13 tháng 7 ngày tới nè. Ôi trời đất ơi, vậy là tháng sau là cưới tháng rồi. Tháng sau cưới. Trời ơi là trời. Tháng sau cưới mà hiện tại bây giờ lại bỏ đi mất tích. Dạ đúng. Không có một cái tin tức gì. Dạ không. Tình yêu của bé là do bé tự quyết định hay là gia đình nhà mình làm mai mối? Dạ tự quyết định, hai đứa nó tìm hiểu trên công ty rồi bắt đầu nó quen nhau rồi bắt đầu mới tới hôn nhân luôn. Quen lâu chưa chị ha? Dạ nếu mà bắt nguồn là hai đứa tìm hiểu luôn là tháng 9 tây tháng 10 tây năm rồi đó. Vậy là chưa được một năm trời. Dạ còn mà biết trước thì đã biết cũng cả năm nữa. Để mà chuẩn bị quá trình sau thời gian mà tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, ai là người đề cập tới vấn đề là cưới hỏi, bé hay là gia đình? Bé anh, bé nó đề cập tới, rồi nó nói ra với bạn trai nó thì bạn trai nó mới xin thưa. À. Thưa là hai bên gia đình mới gặp mặt với nhau. Tức là mọi thứ mình đã lên kế hoạch chuẩn bị hết rồi đúng không? Dạ lên kế hoạch chuẩn bị hết rồi. Là mình in thiệp mời gì chưa? Dạ in rồi luôn, đang viết lỡ dở luôn rồi, đặt rạp, đặt đồ hết luôn. Bây giờ tình trạng bé chụp hình cưới rồi hết luôn rồi. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi dạ, hết rồi. Dạ chụp hết rồi, chuẩn bị xong hết luôn. Chỉ chờ ngày là mình làm đám thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ thì cô dâu mất tích luôn rồi. Dạ. Bạn trai của bé là năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Bạn trai của bé là 35 tuổi, 34, 35 tuổi gì đó. Cái thời gian gần đây giữa bạn trai và con nhà mình có xảy ra vấn đề gì không? Nói chung thì bé nó cũng ít có tâm sự lắm. Thì thấy thì cũng có lít xích mà mình cứ nghĩ là cái chuyện nó bé thôi. Giống như là nói đó là quà đó à. Thì khoảng, theo em được biết là khoảng một tháng gần đây thì bé nó không có chịu đi chơi. Thì bạn trai vô cũng ngỏ ý rồi chở đi chơi hoặc là chở về nhà ngoại chơi thì nọ đồ thì không có chịu đi. Cứ diện đủ lý do, đủ cớ hết trơn á. Theo như chị nhìn nhận quan sát á, cái dạo gần đây trước khi con nhà mình đi á, con nhà mình có biểu hiện gì bất thường không? Lạ lắm anh. Lạ hả? Biểu hiện lạ giống như là khó gần. Khó gần, khó tiếp xúc. Nó chỉ tối ngày là nó đi vụ bán về rồi nó vô phòng thôi à. Bấm điện thoại không ạ? Bấm điện thoại suốt à, mà mình kêu gì thì cũng giống như là cọc cằn với mọi người xung quanh luôn á. Gọi là bản tính thay đổi. Đúng rồi. Là nói chung là thay đổi luôn á, là từ ba với mẹ hay là chồng hay là em gì à. Mình thấy biểu hiện là nó lạ đó. Em hỏi lại một lần nữa nhé, chị phải trả lời thật cho em nhé. Dạ. Cái hôn nhân này là do bé hay là do gia đình? Do bé. Do bé đúng không? Do bé. Tức là gia đình nhà mình không có can thiệp gì vào đúng không? Đúng rồi. Bé trước khi quen bạn trai đã bé đã từng thương ai chưa? Dạ có. Có rồi. Cũng có mấy mối tình á. Mấy mối hả? Dạ. Bé trước kia là học hết lớp mấy đây chị? Bé học hết lớp 7 bé nghỉ. Lý do gì nghỉ sớm vậy chị? Không chịu học. Không chịu học hả? Dạ, năn nỉ học không chịu học. Cái tính tình con nhà mình thì theo như chị là một người mẹ, chị nhìn nhận thì tính tình con nhà mình như thế nào? Ngoan hiền không? Thì ngoan thì cũng theo cái cách nghĩ của mình thì về ngoan thôi, còn bướng thì cũng có bướng. Chị lớn trong gia đình đúng không ạ? Dạ đúng rồi, chị gái lớn gia đình. Nhà có hai chị em à, bé lớn với bé nhỏ. Vậy là con nhà mình ngoài cái thời gian mà phụ mẹ ra là về nhà là bấm điện thoại? Ở trong nhà bấm điện thoại suốt à. Và bấm điện thoại đó là không phải nhắn tin hay là liên lạc cho bạn trai? Không biết không? Nữa là nó trong phòng riêng. À phòng có riêng. Có phòng riêng cho nên mình khó kiểm soát được vấn đề đó lắm. Bé nhà con biết nấu cơm nước dọn dẹp nhà cửa không? Dọn dẹp nhà cửa thì biết làm thôi chứ còn cơm nước hay này nọ là không có biết nấu. Chưa biết nấu ha. Nói chung nhà có bao giờ chị nghe là con nhà mình nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó không? Ngoài bạn trai của bé ra. Không, nó nói chuyện nó không có, nó chỉ là nằm trực tiếp với mình kế bên là chỉ thấy bấm tin nhắn tin thôi, còn cái cách nói chuyện thì tới giờ phòng mới nói thôi à. Nói cái thì thầm đúng không? Đúng rồi, trong phòng riêng mình đâu có riêng tư rồi, chạy 19 tuổi rồi mình cũng đâu có mà can thiệp vô nhiều sâu vấn đề đó quá. Dạ. Chị có hỏi thử bạn trai chưa? Dạ, hỏi thử bạn trai hỏi của bé, bạn trai của bé nói gì không? À em vậy đó. Cách đột ngột vậy đó, cũng không biết gì rõ luôn. Không biết rõ nguyên nhân và lý do tại sao con gái nhà mình thay đổi đúng không ạ? Chị đang nghi ngờ vấn đề lần này con nhà mình đi là nghi ngờ điều gì đây? Cũng nghi là sợ nhiều khi chơi trên mạng xã hội nhiều quá quen biết thì người ta dụ dỗ
đi thôi, chứ bé đó giờ nó cũng chưa có trường hợp mà ra ngoài dù ở cách mẹ một ngày nào, một đêm một ngày nào đâu, ở với mẹ không mà không có ra khỏi nhà, mà cũng không có đi đâu để mà vắng một đêm nữa ở nhà nữa. Chị có sợ rằng là con nhà mình chơi mạng xã hội nhiều và có thể là quen biết những người bạn trên mạng xã hội, lần này là bị dụ dỗ cám dỗ bỏ đi không? Dạ sợ chứ. Chị có sợ điều đó không? Dạ sợ. Sợ đúng không? Sợ, lo lắm. Vậy là trong một tuần qua là mình đã đi tìm kiếm con ở nơi nào rồi chị? Thì em cũng nhờ địa phương mình ngõ ngách rồi đường đi nước bước ở dưới tìm kiếm thôi, chứ giờ em cũng không biết đi đâu, về đâu để tìm nữa. Thì giờ cũng ngóng trong tin tức này nọ đâu. Thì trong gia đình thì người thân rồi cũng bạn bè đâu, cũng nhờ tất cả bạn bè anh em có nói cho công ty biết, quen biết nó cũng đi đường ngó nhìn kiếm. Đó là hết cách rồi đúng không ạ? Dạ. Hết cách rồi thì chị mới về đây. Dạ. Có khi nào chị suy nghĩ rằng là con gái nhà mình, hay là sắp cưới rồi con gái nhà mình không muốn cưới chồng nữa mà bỏ đi không? Dạ có luôn. Có hả? Dạ. Qua cái sự việc vậy chị có nhận biết được cái điều gì mà để chị nghi ngờ như vậy không? Tại có cái vì... tình huống nào xảy ra không? Dạ có. Tại 2 tháng đi. Trước thì bé nó cũng đòi chứng lên là nó đầu quỷ hôn. À. Đầu quỷ hôn thì em mới có kêu bạn trai nó vô, thì gia đình ngồi lại để nói chuyện. Thì nói chuyện thì em hỏi lý do tại sao mà con đòi như vậy. Thì giống như là bé nó có chia sẻ là bạn ấy ít quan tâm, ít chia sẻ quan tâm nhiều hơn. Tại lúc đầu thì chia sẻ nhiều, nhưng mà sau này thì giống như là nó nói một câu gì, lúc chưa có thì lại cần, mà khi có rồi thì lật lạc. Thì em mới nói là có gì đâu, có gì con từ từ nói chuyện vợ chồng mà cả đời với nhau chứ không phải ngày một bữa. Thì con cầm lên thì có gì thì nói, thì chia sẻ nhau, chứ có gì đâu, chuyện đâu có lớn đâu mà đòi tới cái mức mà chia tay quỷ hôn. Chuyện quỷ hôn rất là lớn. Thì ngồi lại nói chuyện xong thì bé nó cũng chịu, nó chịu, nhưng mà em thấy cái vẻ giống như là bằng mặt mà không bằng lòng sao á. Thì nó cũng giống như là nó cũng ráng làm cho qua chuyện thôi. Rồi mới tới là đi tới ngày hẹn đi chụp hình cưới. Chụp hình cưới là bữa 5 tây tháng 5 á. Lúc đó bé có hào hứng không? Dạ rất là hào hứng để đi chụp luôn. Chụp xong rồi về em thấy cũng biểu tượng bình thường à. Rồi sau gần cách tháng trở lại đây thì bé nó mới đòi thay điện thoại, mua điện thoại, thì cũng chồng sắp cưới cũng chịu mua điện thoại cho nó xài. Là từ lúc có điện thoại giờ là em thấy là chơi game này nọ rồi là động lực nào mà dẫn tới gia đình nhà mình quyết định đồng ý cho bé đi lấy chồng khi lứa tuổi mới 19 chị? Thì bây giờ thêm cái suy nghĩ thì bạn trai nó cũng hơi cứng tuổi, bạn bé thì còn mới 19 tuổi hà. Mà mình cứ suy nghĩ nếu mà bây giờ cái tình thương của nó thương á, mình làm cha làm mẹ mà mình ngăn cản, mình ép á, thì mình cũng sợ là nó cuốn gói ra đi theo. Dạ. Đó. Cho nên là thôi con nó ưng thì mình cứ gả. Mình cũng cầu mong cho hai đứa nó sống hạnh phúc trọn đời với nhau thôi, chứ cũng... Nói chung là bản thân bậc làm cha làm mẹ, dạ, tất cả mọi người đều mong muốn cho con mình là có một cái bến bờ hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này thì theo như em cảm nhận được rằng là con nhà mình đang có cái chiều hướng là không muốn lấy chồng nữa. Dạ. Chị cũng nghĩ rằng là cái lý do lần này con nhà mình đi, một phần là do tác động chơi mạng xã hội. Và cái lý do chính đó là sợ rằng là phải lấy chồng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì sắp đến cái ngày mà hôn nhân rồi. Dạ. Tại vì trước cái ngày bé đi cách đó, bữa 31 tây, em nhớ bữa 31 tây, thì giống như là hai đứa nó có một cái chuyện mâu thuẫn với nhau. Hai đứa có một chuyện mâu thuẫn với nhau thì bé nó có điện nói với anh bạn trai ăn câu gì là câu hơi chữ thề. Tụng mẹ mày muốn gì thì mày lên nói chuyện nè. Muốn gì thì ngày chủ nhật đi rồi hai bên gia đình gặp mặt biết hà. Đó là có một câu đó. Là gần ngày bỏ đi. Gần ngày bỏ đi là ngày 31 tây, là khi bé đi là ngày 2 tây. À thì đó rõ ràng rồi chị. Dạ. Thì giống như thì có những gì thì em được biết thì em sẽ chia sẻ lên dạ. Cộng đồng mạng nhờ mấy anh em can thiệp. Hôm nay chị về đây thì bạn trai của bé có biết không? Dạ biết. Sao bạn trai không lên đây cùng với chị?
Hôm qua với hôm kia em là em có kêu đi. Rồi hôm qua em mới nói là nếu con đi á, thì sáng con vô mẹ đi là 5 giờ mẹ xuất phát. Thì mới kêu là có một cái lý do là hôm nay chị gái mất công việc gì đó, là gửi con cháu ở nhà là nhờ đưa giùm cháu đi học giùm. Là không đi được. Thì không đi mình cũng đâu có ép buộc được cái gì. Từ bữa giờ là bạn trai của bé có đi tìm bé không? Dạ có, cũng cái ngày mà bé đi á, thì tìm tới lúc mà 4 giờ chiều mà tìm tới 12 giờ đêm luôn. Ở dưới đi vòng vòng với Mỹ Tho là tìm những cái đoạn đường mà bé nó hay đi, những cái điểm bé nó hay lại. Thì cũng nói đại khái là cũng đi vô những cái nhà trọ hay khách sạn này nọ để mà tìm coi có tin tức có xe cộ gì đó không. Vậy là tới giờ phút này, cái lý do chính á, theo như bản thân em cảm nhận á, là con nhà mình không đồng ý để mà cưới chồng đâu. Dạ. Có thể vì cái lý do này và một phần chơi mạng xã hội nên mà mới bỏ đi á. Dạ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của chị. Hy vọng con gái của chị xem được video này sớm quay trở về. Bây giờ cái chuyện cưới hỏi mình chưa ấy mà đúng không ạ? Tất cả mọi thứ mình có thể dừng lại được. Dạ. Chị nói đi. Con ơi, hôm nay á, mẹ cũng hết cách mẹ tìm con rồi. Mẹ nhờ mấy chú trên cộng đồng mạng á, khi mà mẹ cũng mong cái rằng á, con và tất cả những bạn bè của con gần xa có thấy được những cái clip này giữa mẹ với em con ngồi đây á, trình bày năn nỉ mong con cái gì cái thì con hãy đi quay về gia đình, mọi việc á mình sẽ giải quyết sao, và chủ yếu là con quay về an toàn với gia đình là được rồi. Mọi điều lỗi lầm á về mẹ bỏ qua hết, có gì con hãy liên lạc, con nói chuyện với gia đình, với con đừng có mà cắt đứt mọi cái liên lạc hết. Giờ mẹ không biết con ở vương trời nào nữa. Tới giờ phút này gia đình nhà mình đã thông báo cho bên xui ra biết chưa? Dạ chưa. Tại sao mình chưa thông báo? Em để định đi để cho bé nó bữa nay nè, em đi đây nè, rồi về mới nhờ người lớn bên em á là đi qua bên kia để mà mình nói chuyện, rồi mình xin luôn. Mình xin là giống như là chắc quỷ hôn. Dạ. Quỷ dạ. Hôn ha. Thôi bây giờ như thế này này. Bây giờ thì em cũng góp ý thôi ha. Còn cái việc này là việc trọng đại của gia đình nhà chị thì em góp ý một phần nào đó thôi. Bây giờ về mình cứ nói chuyện người lớn đi. Cái tình trạng bé như vậy thôi thì mình tạm thời mình dừng lại đi, để thêm một cái thời gian nữa. Dạ. Cho bé đủ suy nghĩ chín chắn. Bởi vì cái việc cưới vợ gả chồng phải là tự nguyện hai bên, cũng như là cho hai bên phải suy nghĩ chín chắn. Chứ cưới về mà tình trạng như thế này thì sống sao hạnh phúc đây. Dạ. Tới giờ phút này thì theo như chị chia sẻ cái câu chuyện của chị thì con nhà mình có phản ứng rồi đấy, là bé là không hề muốn rồi đấy. Bây giờ mà vẫn cứ tiếp tục như vậy thì bé chắc chắn bé sẽ không về đâu. Yeah. Thế em nghĩ là như vậy. Nên mà hy vọng rằng là bé gái em đang ở đâu đó thì em phải sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn cái việc em tiếp tục cưới chồng nữa hay không là do em quyết định. Hạnh phúc là của em, cuộc sống này là của em, nên em là người quyết định cưới hay dừng là việc của em. Nên mà em cứ về đi, em đừng có đi ra bên ngoài như vậy. Thật sự bên ngoài rất nhiều cạm bẫy, đặc biệt bản thân em là một bé gái năm nay mới tròn 19 tuổi, chưa từng va chạm bên ngoài. Tới giờ phút này mà em ở nhà cơm mẹ nó còn nấu cho ăn thì em đi ra ngoài em làm gì đây? Rồi em gặp những cái người bạn không tốt dụ dỗ cám dỗ, rồi em lại sa ngã vào những cái con đường mà nhạy cảm, thì điều đó thật sự đó là cái điều rất đáng tiếc. Nên hy vọng rằng là em đang ở đâu thì em cứ về. Cái chuyện lấy chồng tiến hành nữa hay không là tùy em, tất cả mọi thứ đều là do em quyết định. Ba mẹ thì luôn luôn tôn trọng ý kiến của em. Nhà mình đã nhận sính lễ gì của bên đàn trai chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Chưa, vậy cũng dễ nói chuyện mà. Dạ. Thường thường là một số gia đình khi mà về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm con thì có chia sẻ cái câu chuyện rằng đã nhận sính lễ người ta. Dạ. Không biết ăn nói như thế nào. Cái chuyện đó cũng rất là đơn giản, mình nhận thì mình trả thôi. Dạ. Còn con mình cưới hay không thì con quyết định. Mình không thể mà mình ép buộc con được, để cho con lựa chọn. Theo như em thì 19 tuổi lấy chồng là hơi sớm với cái thời đại hiện tại. Bởi vì ngày xưa thì em không nói, ngày xưa cái thời của chị, cái thời của các cụ thì em không biết. Nhưng mà cái thời bây giờ á, 2024 rồi mà là 19 tuổi lấy chồng thì thật sự quá sớm. Yeah. Tuổi này là đang tuổi ăn tuổi chơi mà. Tuổi này biết gì đâu, mặc dù tuổi đời đã trưởng thành rồi đấy, 18 tuổi là trưởng thành rồi.
Nhưng mà cái tuổi của bé nhà mình như chị chia sẻ thì em nói thật luôn là ăn chưa no, lo chưa tới, chưa biết gì, lấy chồng thật sự về làm gì đây. Về rồi nhiều điều xảy ra lắm. Không phải là em nói ý này ý kia, nhưng mà em góp ý chân thành là vậy. Thật sự rất khổ. Bây giờ là chị là bỏ phải bỏ hết công ăn việc làm đi tìm con. Chồng chị là làm công việc gì? Dạ anh tài xế chạy xe trong công ty anh, chạy nội bộ công ty luôn. Bây giờ là chạy thì chạy vậy thôi, nhưng mà tư tưởng thì cứ đặt vào con hết đúng không? Rất khổ. Em xin phép chuyện trò với bé nhà mình ha. Chú chào con. Con chào chú. Con gái dễ thương quá. Con gái tên gì? Dạ con tên là Đậu Ngọc Bảo Trân. Trời đất ơi, tên đẹp vậy. Con gái năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi hả? Con thương mẹ nhiều lắm đúng không? Dạ. Trời ơi, chú thấy con lau nước mắt cho mẹ mà chú cảm động luôn á. Chú xúc động luôn nè. Thương quá. Chị hai đi đâu rồi con biết không? Chị hai đi ra khỏi nhà. Chị hai đi ra khỏi nhà hả? Chị hai bỏ con rồi hả? Hai bỏ... bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ con. Không nghe lời ai hết trơn á. Trời đất ơi, thương dữ hả? Rồi là con có nhớ chị hai không? Có. Nhớ nhiều không? Nhớ. Rồi con nói với chị hai đi, hai ơi ở đâu về với em đi. Chị hai giờ chị hai biết hai ở đâu không? Em nhớ chị hai nhiều lắm, chị hai cứ ở nhà bình yên bình tĩnh đi. Mẹ nhớ chị hai nhiều lắm luôn á. Thương quá. Ở nhà hai có hay mua bánh cho em ăn không? Dạ có. Mua nhiều không? Nhiều. Mua bánh gì? Mua bánh Sikubai. Sikubai hả? Hai có hay đưa con đi chơi không? Dạ có. Đưa đi đâu? Công viên hả? Rồi con có hay ôm hai không? Dạ có. Vậy bữa giờ là hai đi là con buồn lắm hả? Dạ. Con nhớ nhiều không? Dạ nhớ. Mà chị hai đi rồi mẹ cũng rất buồn, với cha cũng rất buồn nữa. Trời đất ơi, mẹ rất buồn hả? Cha cũng rất buồn hả? Con có thấy mẹ với cha khóc không? Dạ có. Khóc nhiều không con? Mẹ con khóc nhiều mà cha khóc ít. À, mẹ khóc nhiều, cha khóc ít hả? Thương nhớ chị hai. Con nhớ chị hai nhiều lắm mà mẹ nhớ chị hai còn nhiều hơn. Tại vì chị hai tối nào chị bỏ nhà ra đi mà không hề quan tâm tới mẹ và ba và em. Thôi mà tối ngày lo đi chơi với bạn bè không mà không hề về sớm mà về trễ 4-5 phút thôi à. Vậy hả? Về tới tối lận mà tối ngày chơi game trên mạng Facebook không mà không nghe lời mẹ mà còn chửi mẹ nữa. Trời đất ơi, chị hai chửi mẹ luôn hả? Chị hai dữ lắm hả? Có chửi con không? Dạ có. Chửi con luôn. Lúc mà con đi vào phòng chơi có chút xíu và chửi không mà chứ con đâu có làm gì. Chị hai tự nhiên cái gân gân rồi chửi không mà. Vậy là con có biết chị hai sắp lấy chồng không? Dạ có. Con có muốn cho chị hai lấy chồng không? Dạ có luôn mà có điều là con không thích chị hai chơi em phá xã hội trên mạng mà thôi. Trời đất ơi, 10 điểm cho con. Thật sự là chú quý con quá, chú mến con quá. Sao con giỏi vậy, con nói chuyện hay vậy? Con đang học lớp mấy đây? Con đang học lớp 1. Và con cũng nhớ chị hai nhiều lắm. Và chị hai bỏ nhà ra đời. Anh hai cũng nhớ chị hai nhiều lắm. Anh hai là ai? Anh hai là anh Thịnh. Anh hai là bạn trai hả? Bạn trai. À, anh hai cũng nhớ chị hai nhiều hả? Dạ. Bây giờ anh hai có đi tìm chị hai không? Bữa lúc mà chị hai đi làm móng, chị hai có nói là đi làm móng có chút xíu mà không thấy. Rồi cái thông rồi mẹ nói là chị hai đi làm móng. Rồi cái thông rồi anh hai chạy ra không thấy đâu hết trơn á. Rồi cái thông rồi á, có ai điện cho mẹ rồi mới nói chị hai không có ở đó. Chị hai là thường thường là ở nhà là bấm điện thoại không hả? Bấm điện thoại cơ. Chứ không rồi á, phụ mẹ bán bình thường lúc bình yên không à. Lúc á mà con đi học á, con cũng biết. Mà lúc mà á, chị hai cứ chơi em xã hội trên mạng. Mà con có điều không thích mà chị hai ơi. Con có chơi không? Dạ không, mà con chơi mà con tải gì con chơi có chút rồi cái xong rồi con xóa à. Úi giỏi vậy hả, biết tải luôn hả? Vậy là con ở nhà. Cái xong rồi á, cái xong rồi tự nhiên cái xóa con.
con xó luôn, không thèm chơi lại cái game nào hết trơn á. Con là con ở nhà, con có hay bấm điện thoại không? Bấm điện thoại có chút bà rồi cái nào mà dịp à. Con có ngoan không? Dạ có. Con ăn có giỏi không? Giỏi, ăn hết tô cơm luôn, có bao nhiêu ăn hết luôn à. Con tự xúc ăn hay là mẹ xúc cho con ăn? Mẹ xúc cho con ăn. Con là năm nay mấy tuổi rồi? Hôm nay 7 tuổi. 7 tuổi, 7 tuổi hả chị? Bé 6 tuổi. 6 tuổi là đang học mẫu giáo mà. Thì mẫu giáo xong chuẩn bị lên lớp 1 nè. Trời đất ơi, chuẩn bị lên lớp 1 đang học. Bé lanh quá trời lanh luôn nè. Con dễ thương lắm luôn á. Con nói một lần một điều nữa đi, là nói với chị Hai đi, chị Hai về với em đi. Chị Hai chị với em đi, mẹ với ba với em nhớ chị Hai nhiều lắm, chị Hai mau về đi. Thương quá. Có gì về nhà mình giải quyết sao? Có gì á mình về nhà có gì á mình giải quyết sao, cái chuyện đó bỏ qua một bên đi, đừng có nói vậy nữa. Lúc ngày á mẹ với cha cũng nhớ chị Hai nhiều lắm với cả em nữa. Gia đình đã kiếm quá trời luôn mà không thấy chị Hai đâu hết. Mẹ cũng khóc quá trời, chị Hai mau về đi. Em nhớ chị Hai nhiều lắm. Trời đất ơi. Bé 6 tuổi mà bé ra nói những cái lời mà em không tin đây là sự thật luôn á trời. Có sao, nhiều con nói nghe thì sao con dễ thương dữ hả? Ai dạy con nói vậy? Con tự biết mà con cũng nói cho tất cả mọi người nghe, tặng mọi người kiếm chị Hai giùm con nhé. Trời đất ơi, con nhờ các chú. Con nhờ các chú kiếm chị Hai giùm con, mà con cũng nhớ chị Hai nhiều lắm, các chú kiếm giùm con đi. Con đại ơn các chú rất nhiều. Con cảm ơn các chú rất nhiều tại vì mấy chú kiếm chị Hai giùm con. Rồi con gái nghe chú nè, con về là con cứ ngoan cho chú nha. Dạ. Chăm ngoan học hành nha, chú sẽ kiếm chị Hai về cho con nha. Dạ. Về thứ nhất là nghe lời mẹ. Yeah. Ăn cơm giỏi nha. Yeah. Uống sữa giỏi. Yeah. Và đi ngủ sớm nha. Yeah. Con đừng có lo lắng quá nha, chú sẽ kiếm chị Hai về cho con nha. Yeah. Chịu không? Tôi chịu. Giỏi quá, cưng hết sức cưng luôn rồi. Cưng thật sự luôn á. Bé mới 6 tuổi mà em không nghĩ tới là bé nói được ra những lời như vậy luôn. Có nói nhiều câu nói bữa giờ nghe thì chứ đau lắm. Nói nhiều. Trời đất ơi, 6 tuổi mới học mẫu giáo mà nói chuyện vậy luôn hả trời. Lúc nãy cái hình ảnh mà bé lau nước mắt cho chị kìa, trời ơi. Thương. Thương quá trời thương luôn. Chị có điều nào, chị nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để giúp đỡ gia đình nhà mình tìm con gái mình không? Chị nói đi. Có. Dạ. Hôm nay em lên đây em nhờ các anh em đội hiệp sĩ và các cộng đồng mạng xã hội làm ơn tìm giúp em đưa con gái em sớm ngày quay trở về với gia đình. Dạ, trước em cũng không biết nói gì hơn, dạ em rối quá thì em nhờ các anh em trong đội và mạng xã hội giúp giùm em. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn và không có ai mong muốn gia đình nhà mình xảy ra cái vấn đề như vậy hết, đúng không ạ? Dạ. Và cũng không có ai mong muốn là mình phải lên đây mình ngồi trước bao nhiêu cái ống kính để mà quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, đặc biệt là vạch ra những cái câu chuyện của gia đình để cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà vì cái tình huống gọi là bất đắc dĩ, đúng không chị? Dạ. Hết cách rồi. Thì bây giờ thì hôm nay chị về đây một quãng đường rất xa với mong muốn là tìm con, đặc biệt là cái câu chuyện tìm con của chị thì rất là đặc biệt. Và em cũng mong muốn rằng là khi mà con của chị xem được cái video này thì sớm quay trở về. Cái chuyện hôn nhân cưới chồng hay không thì tùy thuộc vào con gái nhà mình, không ai bắt ép hết. Và vấn đề chính bây giờ là ăn thua là con gái nhà mình thôi. Thương hay không là tùy con gái nhà mình, và cưới hay không tùy con gái. Nên mà chỉ cần con về đồng ý, nếu còn thương, thật sự thương và muốn lấy chồng thì tiếp tục. Còn không thì mọi thứ là do con quyết định, có thể là hủy hôn, đúng không ạ? Dạ. Dạ rồi, thì cái trường hợp của gia đình nhà mình thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội. Dạ. Với mục đích chính là tìm con. Dạ. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ có ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện đặc biệt, và trong thời gian vừa qua từ đầu năm tới giờ thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều cái trường hợp, đặc biệt là các bé gái thiếu nữ cũng như là đủ tuổi bỏ nhà đi rất nhiều. Thì em rất mong muốn rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức chính thức là bé đang ở đâu, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên bé
sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì hiện nay thì anh em rất lo lắng cái tình trạng của bé. Bé thì ngoại hình rất là xinh xắn dễ thương, đặc biệt chưa từng bước chân ra khỏi tỉnh và chưa từng va chạm bên ngoài, nên anh em rất sợ rằng là bé có thể là vì suy nghĩ là sắp tới cái ngày cưới là mình phải đi lấy chồng hoặc là mình như thế nào đó mà bé dẫn tới cái tình trạng là bé phải bỏ nhà bé đi. Mà bé đi thì ra ngoài lại sợ rằng gặp những cái người bạn không tốt, có thể là một số cái thành phần dụ dỗ cám dỗ bé, bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Chị có biết công việc nhạy cảm là gì không? Em hỏi thật, chị biết không? Để em giải thích luôn cho chị hiểu ha. Công việc nhạy cảm đó là những cái công việc mà những cái quán trá hình chị ạ. Đó là cái điều mà anh em đang rất lo sợ, đặc biệt rằng sợ rằng là có thể là bé gặp những cái đối tượng xấu, có thể là dụ dỗ đưa bán bé ra nước ngoài, thì đó là cái điều thật sự rất là đau buồn. Nên em rất mong muốn rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để kịp thời anh em tìm kiếm được cái thông tin để khuyên bé sớm quay trở về. Chị còn điều nào chị muốn chia sẻ nữa không? Dạ hết rồi, có nhiều em chia sẻ hết cho hết rồi ha. Thôi thì mời cây mời hoa mời nhà mời cảnh, biết sao đây. Thôi bây giờ mình cứ chiều theo ý con đi, cứ con về cứ làm theo ý của con. Chuyện tương lai của con, hôn nhân của con, xây dựng hạnh phúc của con do con quyết định. Em mong rằng là những cái lời nói của chị đó là tâm sự thật lòng, và mong hy vọng rằng gia đình nhà mình không có can thiệp vào cái chuyện hôn nhân của con nhá. Dạ. Để bé về bé tự quyết định đi. Còn khi mà bé mà về rồi thì mong rằng là gia đình nhà mình đừng có tác động một cái điều gì tới, cho bé tự toàn quyền quyết định. Sau này sướng thì bé hưởng, khổ thì bé chịu, bé cũng không trách ai được. Bởi vì tự bé chọn mà. Còn bây giờ mình mà tác động vào mình, và ví dụ như mình góp ý hay mình ép buộc, thì sau này ví dụ như bé sướng thì không nói, bé mà khổ cái thì bé lại trách móc tại ba mẹ hồi đó ép buộc con, giờ con mới ra như thế này, đúng không ạ? Nên mình cứ để cho bé tự quyết định, tự bé chọn lựa hạnh phúc hôn nhân cũng như là tất cả mọi thứ để bé quyết định hết ha. Bây giờ mình nuôi từ nhỏ đủ lông đủ cánh rồi, trưởng thành rồi, bây giờ để cho bé phải tự quyết định cuộc đời của bé thôi, cuộc sống của bé thôi chị nhá. Thì cuối video này thì em không biết nói gì hơn là chúc cho hai mẹ con thượng lộ bình an về Tiền Giang, và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhá. Chú thương con lắm á con gái nhá. Con gái ráng học hành chú. Nhá, chăm ngoan nhá. Con cũng cảm ơn chú rất con nhiều. Con cảm ơn các chú trong đội luôn. Con cũng cảm ơn mấy chú ở trong đội và kiếm chị hai của con nhé. Con cũng cảm ơn nhiều lắm. Và chị hai con sẽ mau sớm về thôi. Con chúc cho chú trời về, chú và các chú trong đội được nhiều sức khỏe. Con chú bắt chú không đợi và thật nhiều sức khỏe. Và mấy con nhiều sức khỏe đi tìm chị. Và có nhiều sức khỏe đặng đi tìm chị hai của con. Chị hai của con giờ không biết làm sao để kiếm. Và chị hai của con là vỡ ra rất lâu, vỡ ra nhà. Và đó cái là mẹ con rất kiếm chị hai nhiều lắm, mà chị hai cũng bỏ nhà ra đi, tại vì cái sự đó là chị hai không có tên hai nữa nên chị hai mới bỏ nhà ra đi. Mà con cũng rất nhớ chị hai nhiều lắm, mà có ai dụ chị hai mới đi vậy thôi, chứ con không biết làm sao chị giải quyết. Giờ chị hai mau về đi, đặng cái chuyện đó giải quyết giùm cho. Trời đất ơi, sao con dễ thương dữ à con gái, sao con dễ thương vậy. Con thông minh lắm, con rất thông minh và rất lanh lợi nhá, con dễ thương lắm. Rồi các chú sẽ kiếm chị hai về cho con nhá. Dạ con cảm ơn chú. Bây giờ con về là con ăn ngoan nè, học giỏi nè, nghe lời ba mẹ nè nhá. Đặc biệt là không có chơi điện thoại, nghe không? Dạ. Chú chào con, chúc con là cả đời bình an nhá. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, đã kiếm chị hai giùm con nhé. Con cảm ơn các chú nhiều lắm. Rồi, cảm ơn con. Thương quá, dễ thương thật. Rồi, em xin phép chào hai mẹ con. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thì em hỏi hai mẹ con một lần nữa ha. Thì hai mẹ con hôm nay về đây là đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội đúng không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Dạ rồi, em xin phép chào hai mẹ con nhé. Dạ. Dạ.